Chào tất cả mọi người nghe. Đây sáng em có mua được hai cây mai quái nhỏ nhỏ mini. Về tới nhà thì lá nó xào quá, thôi bứt cho bông trước Tết. Đó. Trong này có một cái cây mai này quái quá. Chắc em phá thế em chơi lại một cái dáng dạng như là mình thích. Tại vì cái cây mai này thì mình chơi cái dáng này thì nói chung cũng tạm ổn. Nhưng mà vườn em thì nó nhiều cái cây này quá trời rồi. Thôi ngày hôm nay em sẽ phá. Em phá phách một chút xíu nha. Mọi người xem em lên chậu cây mai này như thế nào nha. Nhìn đây, hồ biển. Hai xe dừa một chấu. Kiếm cân hay pho ประมาณ, แต่เรื่องงานไม่เคยให้เสีย. ยามใดหัวใจระเหี่ย, ก็ถอนเบียร์, ถอนเหล้าเบิ่ง. Ôi, đã xong mọi người ơi. Giờ chỉ cần đắp rêu cho xong rồi.